Điều gửi chưa? Dạ. Gửi tiền chưa? Không, chưa, tí nữa gửi chưa? Gửi luôn hai cháu. Gửi tiền này. Mấy giờ? 2 năm. Cho anh gửi cái gì đấy thì anh qua anh lấy, anh gửi tiền. Anh ở bên Văn Phú á, bên cái bãi đá. Hay. Ừ được, hộ anh cái anh đang trên chợ chim, anh về bây giờ. Thank you.
Giang ơi! Quang ơi!